Mùa đông lạnh lẽo đã theo những cơn gió về. Anh nhớ người yêu xưa cũ, từng cơn gió bấc cuốn theo gót chân anh lặng thầm. Thứ nhất là mình nghĩ rằng cái yếu tố đầu tiên khiến cho cơn bão nhận được cái sự quan tâm của công chúng đó là cái sự cái tính thời sự của cơn bão. Có nghĩa là ngay khi có một cái thiên tai xảy ra và gây ra cái hậu quả đáng tiếc thì ngay lập tức cái ekip thực hiện cơn bão đã làm việc và tổ chức một live show ngay lập tức, có thể nói là rất là đúng lúc luôn, đúng thời điểm luôn, để có thể vận động huy động được mọi người quyên góp ủng hộ cho những người đang chịu cái hậu quả trực tiếp của thiên tai. Và cái thời điểm nó là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai mà Ninh nghĩ rằng nó rất là được sự quan tâm của rất là nhiều người, và đó là ngoài cái sự có mặt của rất nhiều những anh chị em nghệ sĩ đều mang một cái tinh thần thiện nguyện đến với chương trình, có nghĩa là chung tay góp sức 100% là không lấy cát xê, cũng như là bất cứ một cái khoản chi phí nào, mọi cái số tiền thu lại được, mọi khoản tài trợ đều dành cho những đồng bào chịu thiên tai. Và cái điều tiếp theo nữa đó là cái sự có một cái điều rất là hay, đó là những cái màn đấu giá cổ vật được diễn ra và thu hút được rất nhiều những sự quan tâm, những lòng hảo tâm đến với chương trình live show, cũng như là những tấm lòng hảo tâm không có điều kiện đến với chương trình nhưng vẫn quan tâm ủng hộ. Cũng giống như mọi năm thì Ninh nghĩ rằng là khi live show cơn bão diễn ra, Ninh hy vọng rằng sẽ có thật nhiều những tấm lòng hảo tâm, thật nhiều những cái khoản tiền được đến với tay những nạn nhân của thiên tai bão lũ, và hy vọng rằng live show cơn bão sẽ thành công rực rỡ. Một ngày mùa đông rét căm, anh đắm trong mờ sương khói, tình yêu đã hết, đừng về dài thêm nỗi cô đơn, cứ theo anh từng ngày.